Xin chào quý khán giả đang xem kênh DBH Audio. Hôm nay em xin được phép các bác giới thiệu các bác một bộ âm thanh sự kiện các bác rất phù hợp các bác đi làm những không gian khoảng 1.500 khách không nhá. Hôm ngày mai thì em đang sử dụng bốn cặp loa ray PH112S này, và đi kèm với đó là hai cặp súp 60 côn 125 con nhá, cực kỳ là hầm hố luôn. Súp đánh cực kỳ sâu, có thể đánh xuống những giải tần số cực kỳ sâu, 30Hz các bạn, 30Hz. Con này giải từ năm ứng từ 30Hz cho đến 250Hz các bạn nhá. 250Hz. Cực kỳ ok, rất là hiệu quả luôn. Các bác đi làm em một tủ máy, chỉ với một tủ máy thôi các bạn, cực kỳ gọn nhẹ và dễ dàng sử dụng. Và mixer thì em đang sử dụng mixer ACD với 16 plus. Và các bác có thể không thích dùng mixer cơ thì có thể sử dụng lên mixer số XR12, XR16 hoặc là Midas các bạn nhá. Midas M32 hoặc là hiện tại em đang sử dụng một chiếc quản lý nguồn PH8 Pro bình thường đi từng dữ hiệu DB Acoustic, một crossover DB PA2, một chiếc để 4 kênh để đánh full PH1204 Pro các nhá. Con này, chiếc cục đẩy này có thể đánh được cho 4 cặp Live Array và hai chiếc cục đẩy PH222 đến từ thương hiệu DB Acoustic. Và toàn bộ thiết bị tủ máy này sẽ được bảo hành chính hãng lên tới 2 năm các nhá. Và tủ máy này chỉ đã bao em giá em đã bao gồm cho các là mic rồi. Nếu các bạn sử dụng thêm mixer số thì sẽ cộng thêm một chút nữa các bạn nhé, cực kỳ hiệu quả luôn. Các bác có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ với số điện thoại của trên màn hình các bạn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác những clip tiếp theo.